Sáng ngày 5 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức lễ khởi công cơ sở 1 của trường Đinh Thiện Lý tại khu thương mại tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng. Cơ sở có kiến trúc hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đổi mới toàn diện của mô hình giáo dục đẳng cấp tiên tiến mà trường Đinh Thiện Lý đã và đang hướng tới. Cơ sở 1 của trường Đinh Thiện Lý được xây dựng trên diện tích lô đất rộng hơn 12.000 m2, trong một không gian xanh với tầm nhìn ra sông, cảnh quan tự nhiên. Theo các kiến trúc sư, vị trí của công trình vừa thừa hưởng một nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ sẵn có, vừa kết nối giao thông và các hướng không gian thuận lợi. Đơn vị thiết kế chỉ sử dụng 45% diện tích lô đất cho việc xây dựng và 55% diện tích đất còn lại được dành cho các không gian xanh, mở, công cộng, phù hợp với nhiều loại hình hoạt động vui chơi thể thao ngoài trời. Cấu trúc công trình có 5 tầng, đảm bảo mật độ phù hợp với các yêu cầu về một không gian giáo dục cao cấp, hiện đại và vượt trội. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, với sự phát triển của công nghệ 4.0 và 5.0 không biết là lúc nào nó sẽ xảy ra, thì rõ ràng đó là cái nhu cầu để có một cái môi trường mới hiện đại hơn, và nó cũng rất kịp thời trong cái thời đại mà hiện nay Bộ Giáo dục có nhiều thay đổi về chương trình. Chúng tôi cũng có nhiều ước mong hơn cho học sinh của mình có được tiếp cận trở thành những công dân toàn cầu ngay tại Việt Nam, sẵn sàng ứng phó với những cái biến đổi không ngừng của thế giới. Và vì vậy là để thực hiện được cái chương trình này thì rõ ràng là chúng tôi có cần cái sự hậu thuẫn, không phải chỉ là về cái chất xám, về trí tuệ, về xây dựng chương trình, về cách vận hành, nhưng cả một cái hệ thống về cơ sở vật chất. Thì cái bước chuyển ngày hôm nay nó là một cái dấu mốc rất quan trọng để nhà trường có nhiều cơ hội hơn phục vụ cho cộng đồng dân cư và góp phần thêm nữa ở vai trò tiên phong để xây dựng cái môi trường giáo dục lý tưởng hiện đại. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là đơn vị được chọn là tổng thầu thi công cơ sở 1 trường Đinh Thiện Lý. Thời gian thi công dự kiến trong vòng 342 ngày. Đây là một cái mô hình rất là tiến bộ. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái công trình kiến trúc và có ý nghĩa xã hội rất là cao. Và đó cũng là điều vinh hạnh cho nhà thầu xây dựng dự án này. Ngoài những giải pháp riêng cho dự án như là thay đổi tường xây gạch ở bên ngoài bằng bê tông đúc sẵn, rồi có những cái biện pháp thực hiện các cái hạng mục công việc cuốn chiếu để không có phải chờ đợi hoàn thành hạng mục này rồi mới làm tiếp hạng mục khác. Chúng tôi áp dụng triệt để giải pháp BIM cho dự án, và bên cạnh đó thì đội ngũ quản lý thi công rất là dày dặn kinh nghiệm để có thể đảm bảo mọi cái yêu cầu của dự án. Trường Đinh Thiện Lý cơ sở 1 khi được hoàn thiện và đưa vào vận hành sẽ mang đến cơ hội cho học sinh tận hưởng được nền giáo dục tiên tiến nhất đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Không chỉ vậy, với vị trí chỉ cách dự án căn hộ cao cấp Cardinal Court vài trăm mét, giá trị mà công trình này mang lại còn nằm ở ý nghĩa gia tăng, bổ sung hệ tiện ích đa dạng cho chức năng khu vực tài chính thương mại quốc tế như Phú Mỹ Hưng, một nơi ở cao cấp, một nơi làm việc học tập lý tưởng và nơi tận hưởng dịch vụ đẳng cấp.